Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anna Châu Vlog. Thì hôm nay là ngày cuối tuần đó các bạn, mình có làm một cái món ăn mới này và mình cũng muốn chia sẻ lên cho các bạn về cái món ăn này, về bí quyết nấu ăn nha. Và mình xin giới thiệu, đây là cái món ăn của người Hoa, có tên gọi là khổ qua cà ớt dồn cá chả nha. Món ăn này thì nhìn nó rất là trông rất là hấp dẫn phải không các bạn? Khi các bạn ăn vào những ngày mưa hoặc là những lúc đói bụng thì mình ăn nhẹ nhàng húp một miếng súp thì rất là ngon luôn. Thì mình mời các bạn cùng theo dõi và cùng thực hiện món ăn này với mình nha. Thì để thực hiện cái món ăn khổ qua cà ớt dồn cá chả này á, thì các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau: 500g cá chả thắt lát nha, mình đã nhồi sẵn cùng với một ít thịt, và mình mua 200g giò sống. Ở đây mình chuẩn bị là một ít 20 trứng cút và một trứng bắc thảo nha. Thì không thể thiếu đó là một trái cà, hai trái khổ qua, và ở đây mình chuẩn bị là 6 trái ớt. Thì mình sẽ có 5 viên bò viên để mình nấu một nồi nước súp nha các bạn. Thì mình có chuẩn bị một ít cải tăng xài và một chai dầu mè, gồm một ít hành, một ít tiêu. Rồi bây giờ mình bắt đầu nhồi giò sống cùng với lại cá chả thác lát nha các bạn. Thì ở đây mình cũng đã nêm nếm vừa ăn hết rồi, mình chỉ mix hai cái này lại với nhau cho nó dai giòn sực sực thôi. Sau khi nhồi cho hai cái nó trộn đều với nhau thì bắt đầu mình sẽ cắt khổ qua ra. Mình cắt từng từng đoạn nhỏ, từng khoanh nhỏ, xong mình sẽ bỏ cái ruột đi nha các bạn. Các bạn sẽ bỏ cái phần hột, phần ruột nó ra thì được cái khoanh như vậy nè. Rồi bây giờ mình tiếp tục, mình sẽ cắt cà tím ra nha các bạn. Thì mình sẽ cắt xéo xéo cho miếng cà nó dài dài và mình dễ chiên cho nó ngon á các bạn. Rồi các bạn tiếp tục sắc cho mình từng khoanh nhỏ như thế này. Vẫn tiếp tục như vậy thì mình sẽ tới phần trái ớt nha. Đây là mà các bạn mua một trái ớt sừng trâu, cái loại mà không cay á, các bạn mổ nó ra và bỏ tách cái phần hộp ra, đem đi bỏ hết phần hộp nha các bạn. Thì sau khi bỏ phần hộp thì các bạn sẽ thấy một cái trái ớt nó trong sạch như thế này, không còn hộp nữa. Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua, mình sẽ nhồi cá chả mình đã trộn rồi đó vào những cái khoanh hổ qua như thế này nha. Các bạn cho trên mặt cho nó đầy đầy cá chả ra và các bạn làm cho nó mịn á. Tiếp đến thì đến phần mình nhồi cá chả vào những cái khoanh cà tím nha các bạn. Thì các bạn sẽ cắt bỏ cái phần ruột của cà đi để mình để được cái phần cá chả vào trong đó. Các bạn cũng làm như là cái khoanh hổ khổ qua của mình đó. Các bạn cho cái phần cá chả lên mặt miếng cà. Rất là dễ làm phải không các bạn? Rồi thì bắt đầu mình sẽ nắn nắn nó lại cho nó đẹp, cái hình nó gọn gọn một xíu xíu nha. Thì bây giờ cái miếng cá chả nó đã bám chặt cái miếng cà đó các bạn. Thì khi mình chiên thì nó sẽ không bị bung ra nha. Rồi bây giờ thì tiếp đến là phần dồn cá chả vào cho trái ớt. Thì cũng y như là mình dồn cho khổ qua và miếng cà. Thì mình cứ đã mổ bụng cái trái ớt ra rồi thì mình sẽ cho cái phần cá chả mình đã nhồi vào trong đấy, cho nó vuông tròn lên đều đẹp, và mình vuốt nó lại cho nó gọn cái miếng ớt của mình là xong nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục làm cho hết cái phần khổ qua cà ớt. Mình sẽ dồn hết cá chả vào trong đấy cho nó hết cái phần đó. Thì mình tiếp tục mình sẽ đem chiên. Thì khi mà mình đem chiên xong thì mình sẽ có
các bạn chuẩn bị cho mình một miếng da heo nha. Cái miếng da heo này thì mình sẽ nấu cái nồi nước dùng. Các bạn sẽ cắt miếng nhỏ ra và đem ngâm với nước nha. Các bạn có thể tìm mua dễ dàng cái miếng da heo này, thì mình mua ở tiệm tạp hóa, ở chợ đó các bạn. Cái miếng da heo này có giá chỉ có 23.000 thôi. Các bạn cắt nhỏ và đi ngâm vô cái nồi nước cho mình nha. Bây giờ mình bắt đầu, mình bắt chảo lên, cho dầu nhiều vào nha các bạn. Thì mình sẽ bắt đầu chiên những cái khúc khổ qua cà ớt mà mình đã dồn hết những loại cá chả vào trong đấy rồi đấy. Các bạn cho lửa riu riu và cho dầu sôi lên, thì mình sẽ lần lượt cho vào đây chiên cho đến khi nào nó vàng chín thì bắt đầu mình sẽ vớt ra một cái dĩa nha. Thì ngoài khổ qua cà ớt ra, mình có mua một cái trứng bắc thảo, mình cắt nó ra làm một góc tư nha, làm tư nha các bạn. Và mình áo một cái lớp cá chả đó. Và mình cũng có làm trứng cút đó các bạn. Các bạn cũng áo một cái lớp cá chả bên ngoài cái trứng cút. Và miếng hột vịt bắc thảo thì các bạn đem chiên lên nha. Thì sau khi mình chiên nó đã vàng đều, mình sẽ vớt ra một cái mâm, nhìn nó rất là hấp dẫn phải không các bạn. Thì mình sẽ nấu một cái nồi nước dùng. Thì cái nước dùng của mình á, là một cái miếng da heo khi nãy và 5 viên bò viên mà mình cắt nhỏ ra, gồm với 20 trứng cút nêm nếm vừa ăn nha. Thì bây giờ mình đã hoàn thành rồi đó, trông rất hấp dẫn. Thì mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Các bạn cho mỗi thứ một ít, một miếng khổ qua cà ớt nè, và một cái tô, một cái miếng trứng nè, và một miếng trứng bắc thảo nè. Cho một ít hành nha, một miếng cải tăng xại nè, một ít dầu me, một ít tiêu. Rồi bắt đầu mình sẽ cho nước dùng mà mình đã nấu và nêm nếm rồi đó các bạn. Đây là các bạn cho miếng da heo nha, và 2 viên bò viên thì trông rất là hấp dẫn nha. Các bạn cùng dùng với mình nha. Thì món ăn này ăn rất là thanh mát trong mùa hè này, và nó nhẹ bụng nè các bạn. Chúc các bạn thành công với món ăn khổ qua cà ớt này nha. Còn bây giờ mình xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn lại video sau.